trăm năm hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ với chủ đề Mừng ngày hạnh phúc của ban nhạc Hiệp Phước xin mạng phép được bắt đầu. Và để mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay thì xin gửi đến quý vị một ca khúc rất quen thuộc, bài hát được mang tên Sẽ Hơn Bao Giờ Hết. Xin mời quý vị cùng nghe. Yêu anh em mãi yêu anh.